quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện với vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, 15 tây tháng 9 năm 2020 thì như quý vị đã biết, cái nạn cháy rừng vẫn tiếp tục ở tại ba cái tiểu bang miền Tây của Hoa Kỳ. Đó là tiểu bang Washington, tiểu bang Oregon và tiểu bang California. Thì cho tới nay có hơn 5 triệu mẫu rừng đã bị làm mồi cho thần lửa và có khoảng hơn 30 người bị thiệt mạng, nhưng mà cái con số đó có thể cao hơn, người ta chưa biết được. Ngay tại tiểu bang Oregon, người ta phải sử dụng những cái xe giống như là xe những cái mà gọi là mobile để mà chứa những cái xác người, trong khi người ta đi đến những cái khu mà nhà cửa bị thiệt hại, là cơ sở thiệt hại, để tìm xem thử coi có ai bị là nạn nhân ở trong cái nạn cháy hay không. Hàng ngàn cơ sở và nhà cửa, cơ sở thương mại cũng như nhà cửa bị thiêu rụi. Cho tới giờ phút này thì khói vẫn mịt mù và đục hết cả cái bầu trời nguyên cái khu vực đó. Ở trên tại tiểu bang Oregon thì người ta nói rằng là cũng giống như là ở San Francisco cách đây 2 tuần lễ, là mặt trời nó vàng rực lên và không khí thì có thể nói là đã bị nhiễm hết thôi. Vâng, cái sự cháy rừng của tiểu bang California, Oregon và Washington ấy, người ta cứ đổ thừa, mấy thống đốc dân chủ cứ đổ thừa đó là do biến đổi khí hậu, nhưng mà thực chất ấy, là do cái chính sách về phòng cháy và chữa cháy ấy, nó không có hợp lý và không có. Thành ra chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là có những khu rừng nó bụi cây nó cao tới 10 thước, có khi tới 10 feet hoặc 15 feet mà nó khô quá rồi. Thành ra chỉ cần mồi lửa, một kẻ đốt rừng hoặc là một cái tàn thuốc tới đó, hoặc là một cái mùi tàn lửa từ nơi khác nó bay tới là nó có thể cháy ngay. Đó là chưa kể những đường dây điện thoại đó, hay là những đường dây điện đó, cao thế đi qua đó. Sấm sét ở trên trời nữa. Đi qua đó. Thời, người ta nói rằng là cũng là do một số có bốn cá người, nhân chủ trương ta, đốt để mà gây lên cái tình trạng rối loạn cho cái khu vực đó. Người ta bắt được bốn tên đốt rừng, đốt thuộc Antifa. Rồi dĩ nhiên là khi mà chính quyền tiểu bang dân chủ đó thì người ta không nói Antifa, người ta nhiều khi nói là homeless thôi, mà homeless là đâu có vào tới nơi đó để mà đốt rừng. Thì cho tới giờ phút này người ta nói rằng là thực sự ra các cái tiểu bang đó, chính quyền tiểu bang cần phải có một cái chính sách hợp tác với chính quyền liên bang trong cái chiến dịch phòng chống hỏa hoạn. Nhưng mà anh cũng biết rồi, nguyên cả cái dọc miền Tây này thì cái truyền thống là chính quyền tiểu bang thường nằm ở trong tay của đảng Dân Chủ. Và nếu mà gặp cái thời kỳ mà chính quyền liên bang của đảng Dân Chủ thì tương đối nó không có những cái hụt hạch xảy ra, nhưng mà hiện tại bây giờ chính quyền liên bang là chính quyền của đảng Cộng Hòa và của ông Trump, và cái chính sách của đảng Cộng Hòa thì như quý vị cũng biết là không có chấp nhận cái việc tốn phí tiền bạc vào trong cái vấn đề bảo vệ môi trường, bởi vì họ nói rằng là các cái nhà khoa học đã không có chứng minh được cái đó, và cái việc mà gọi là bảo vệ môi trường chỉ là cái cơ hội đảng Dân Chủ tạo ra để rút tiền từ thuế của người dân để cho những cái tổ chức nghiên cứu, những cái tổ chức khoa học. Chẳng hạn như quý vị thấy ông Al Gore, phó tổng thống Al Gore, khi mà ông thất cử với ông Bush thì ông về ông làm chủ tịch cả một cái tổ chức môi trường, và bây giờ ông cũng đã trở thành gần như là tỷ phú. Thực ra là cái việc bảo vệ môi trường đó, cái này nó không liên quan tới việc bảo vệ môi trường mà liên quan tới cái chính sách của cứu hỏa nó không có hợp lý. Chẳng hạn chúng ta nhìn thấy mỗi lần cứu cháy
ở ngay Cali này, khi mà chúng ta nhìn thấy những đám cháy sau để chữa mấy đám cháy chỉ có chừng khoảng 3-4 chiếc phi cơ xuống chảy cái thuốc để ngừa cháy với lại nước thôi. Thay vì tại sao mà không có thể có được nhiều những cái mua nhiều những cái phi cơ mà không người lái rồi điều khiển ở từ dưới mặt đất là được rồi, đâu có gì khó khăn đâu. Nhưng mà Đảng Dân Chủ không muốn tốn tiền vào những cái việc đó mà dùng tiền vào những cái mục đích như là nó gọi là nó, chúng ta gọi là nó phi pháp trong cái việc sử dụng tiền. Và vì vậy cho nên Tổng thống Donald Trump không muốn chi tiền vào những việc mà tầm bậy nữa. Chứ còn bây giờ quý vị cứ đổ thừa là biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, cái việc biến đổi khí hậu chúng ta không biết là nó thay đổi như thế nào, nhưng mà rõ ràng là từ cái thời kỳ ông Obama đã, mình nói là rất là ngu khi mà muốn Mỹ không có sử dụng than đá dầu lửa, bởi vì bảo là cái đó là để nó làm thay đổi khí hậu. Nhưng mà trong khi đó thì vẫn để cho Trung Quốc hoặc là Ấn Độ xài tới năm 2030. Cho nên quý vị, có những quý vị lên đài thì quý vị phải nói rõ một điều là Tổng thống Donald Trump không muốn là bất công Mỹ chối tay chết cẳng để không sử dụng những cái đó được, mà trong khi đó để cho tàu và Ấn Độ xài tới 2030. Vâng. Tại sao làm Tổng thống mà đến ngu vậy? Ba Tây họ đốt rừng và vâng. Họ phá cái khu vực Amazon chẳng hạn. Mà chỉ thì, muốn... Vâng, thì thưa quý vị, cơ quan CDC nói rằng họ làm cái thống kê từ ngày 14 tây tháng 5 cho tới ngày 14 tây tháng 7, tức là trong vòng 2 tháng, thì họ thấy rằng trung bình mỗi ngày có khoảng 120 bệnh nhân ở trong bệnh viện trên toàn nước Mỹ, khi nằm tại bệnh viện thì bị lây nhiễm cái virus, coronavirus. Và trong cái thời gian này đó, thì toàn thể bệnh viện của Hoa Kỳ chữa trị vào khoảng 25.900 người bệnh nhân mỗi ngày, tức có nghĩa là khoảng 26.000 người mỗi ngày, thì có vào khoảng trung bình từ 100 cho đến 120 người vào trong bệnh viện để chữa bệnh và bị lây nhiễm coronavirus. Thì người ta tính rằng là trong vòng 9 tuần lễ thì có hơn có vào khoảng 7.400 bệnh nhân đã bị lây nhiễm COVID khi mà điều trị tại các cái bệnh viện. Thì có con số này cho thấy rằng là mặc dù các cái bệnh viện họ cũng rất là cố gắng trong cái việc mà bảo vệ phòng chống cái COVID có thể lây nhiễm ở trong các cái số những người bệnh nhân. Nhưng mà lý do là tại vì cho đến cái tháng 7 thì nhiều bệnh viện cũng vẫn còn thiếu những cái dụng cụ mà phòng chống đại dịch, chẳng hạn như khẩu trang cho bệnh nhân thì không có. Tuy nhiên thì cái phúc trình của cơ quan CDC này không có nói nhắc tới cái việc là những cái nhân viên làm ở bệnh viện như là bác sĩ, y tá, nói chung y công vân vân thì có bị lây nhiễm hay không. Thì như quý vị cũng đã biết rằng cái việc lây nhiễm ở tại bệnh viện căn cứ lên trên cái con số này thì nó cũng rất là ít. Cho nên những cái người nào mà có phải bị những cái bệnh khác, chẳng hạn như bệnh bất cứ một cái bệnh gì mà cần phải được điều trị ở tại bệnh viện thì cũng không có nên lo sợ lắm về cái vấn đề lây nhiễm thôi. Vâng, có nhiều những người bệnh khi mà vào bệnh viện thì có thể lây bệnh từ người khác sang mình, nhưng mà có những người đã có bệnh rồi mà nhiều bệnh như là cũng trầm kha lắm chứ không phải không, vào bệnh viện với COVID-19 thì sau đó thời gian ấy, thì người ta 14 ngày sau người ta về một cách thoải mái. Cho nên cái việc mà những người mà ở vào bệnh viện trước đây bị chết ấy, là vì thứ nhất là người ta ở trong bệnh viện người ta chưa có kinh nghiệm về vấn đề chữa trị. Cái điểm thứ hai nữa là đó là những người mà quá nặng thì không kể, còn thường thì cái tỷ lệ tử vong ở trong bệnh viện với để những người bị COVID-19 bình thường thì gần như không có. Chỉ có những người mà bị đây và các bị đã bị những bệnh khác rất là trầm trọng rồi thì dính COVID-19 một tí thì người ta có thể bị chết, nhưng mà không phải cái nguyên nhân chính là COVID-19. Cho nên trong tương lai đấy, người ta sẽ phải xác định lại là cái COVID Vũ Hán ấy, thực sự
bao nhiêu người chết vì cái đó và bao nhiêu người chết vì những cái bệnh khác nhưng mà có dính một tí tới COVID bữa ăn. Vâng. Thì có nhiều bệnh viện họ cũng đã có những cái chương trình thử nghiệm, chẳng hạn như khi quý vị đi vào trong bệnh viện thì người ta thử, người ta đo nhiệt độ hay là nói tóm lại. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ thì hầu hết tất cả các cái bệnh viện ở trên Mỹ, khi mà cái người bệnh nhân đi vào nhập viện đó thì người ta đều thử nghiệm, tức là người ta làm cái testing thử coi xem cái người bệnh nhân này có bị dương tính hay không. Có nhiều người thì như quý vị biết, chúng tôi cũng đã trình bày rồi, là những cái người mà bị lây nhiễm mà họ không hoàn toàn không có một cái triệu chứng nào hết. Và những cái người lây nhiễm đó, khi mà người ta khám ở trong cái hốc mũi của người đó, ở trong phổi, ở trong cuống họng, thì họ cũng có rất là nhiều cái con virus, cũng giống như là những cái người mà bị lây nhiễm mà có triệu chứng như là sốt, rồi không thở được, rồi tiêu chảy, rồi người thì đau nhức, rồi nói chung những người bị lây nhiễm virus và những cái người không có những người lây nhiễm có triệu chứng và những người lây nhiễm virus không có triệu chứng thì họ đều tương tự như nhau hết. Đó là cái lý do mà quý vị biết rằng là để mà tìm được một cái phương thức làm sao mà thì các cái bệnh viện họ đều khi mà bệnh nhân đi vào thì họ đều thử nghiệm các cái bệnh nhân đó bằng cách là lấy cái test để coi xem họ có dương tính hay không. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mặc dù là các quý vị nào bị bệnh vào trong bệnh viện á, thì những cái nghiên cứu mới á, của những bệnh viện, người ta thấy rõ điều là khi mà vào trong bệnh viện mà những người đó exercise một cách đều đặn á, thì cái việc tập dưỡng sinh, tập những exercise đều đặn đó, nó sẽ là một môn thuốc thần diệu để giúp cho những người ta chữa bệnh. Mà những người đó nhiều khi không cần phải tới dùng thuốc nữa vẫn có thể khỏi bệnh. Đấy là những điểm mà chúng tôi đã đọc được những tin tức mới để chúng tôi trình bày với quý vị. Cho nên exercise là một điều rất quan trọng, kể cả những quý vị khi mà quý vị đang bị bệnh khỏi rồi đó, thì quý vị exercise rồi đó, thì những cái hậu chứng của COVID-19 nó cũng thuyên giảm rất nhiều. Vâng. Bây giờ chúng tôi sang cái phần tin tức quốc tế. Thì như quý vị biết, ngày hôm nay ở tại tòa Bạch Ốc, ông Tổng thống Donald Trump đã đứng ra làm chủ lễ cho một cái cuộc lễ ký hòa ước đầu tiên giữa Do Thái và hai cái nước Ả Rập là nước United Arab Emirates và cái nước Bahrain. Và cái thỏa ước này nó mang tên là Abraham Accord. Cái mục tiêu chính của cái thỏa ước này và chính quyền Hoa Kỳ muốn gọi là cái việc làm thế nào cô lập hóa được chính quyền Tehran của Iran và làm cho cái chính quyền này mất đi cái sức mạnh, để cái sức mạnh mà họ dùng cái sức mạnh đó, kể cả cái vấn đề có vũ khí nguyên tử để mà khống chế tất cả những cái vương quốc ở tại cái khu vực Trung Đông này. Và đồng thời chính quyền Iran tìm cách tiêu diệt Do Thái. Thì như quý vị biết, cái mối thù giữa Do Thái và các cái quốc gia Ả Rập nó đã có từ cả ngàn năm nay vì cái vấn đề bất đồng tôn giáo với nhau. Và trong cái cuộc lễ này, thủ tướng Do Thái cũng là ông Benjamin Netanyahu cũng cho biết rằng là sẽ có ít nhất là 5 hay là 6 cái nước khác ở tại cái khu vực Trung Đông này sẽ tham dự và ký kết một cái thỏa ước hòa bình với Do Thái một cách nhanh chóng. Có thể là họ sẽ phải ký cái thỏa ước này trước cái ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là một cái thành công rất là lớn lao của ông Trump về phương diện đối ngoại. Thì ông Trump ông nói rằng là nếu mà Iran muốn thương nghị về cái vấn đề nguyên tử với Hoa Kỳ thì cũng có thể làm được sau cái ngày bầu cử. Ông nói với một cách tự tin, tức là cái điều đó cho thấy là ông Trump sẽ thắng cử lần thứ hai. Thì như quý vị biết, cái thỏa hiệp Iran và Hoa Kỳ về nguyên tử đã ký kết năm 2015.
dưới cái triều đại của ông Tổng thống Obama, và ông Tổng thống Obama đã phải trả hàng tỷ, và trong đó phải chở một cái máy bay chở tiền mặt lên tới 140 tỷ đồng tiền mặt, mà nước Mỹ không có sẵn tiền mặt lúc đó, phải đi sang các cái quốc gia khác đổi tiền để mà chở lại trả cho Iran. Nhưng mà khi ông Trump lên chấp chính năm 2017 thì ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái thỏa hiệp này. Đồng thời thì ông cũng nói rằng là ông có cái nguồn tin cho biết rằng là chính quyền Iran muốn tấn công tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Nam Phi. Nhưng mà hôm nay ông đã lên tiếng cảnh cáo là nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa Iran gấp 1.000 lần. Vâng, chúng ta thấy cái thỏa ước ký kết do Thái là các quốc gia Ả Rập, tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain ấy, đây là một cái thỏa ước nó, chúng ta gọi là nó lớn khủng khiếp lắm, bởi vì trong tất cả các đời tổng thống trước của Mỹ không làm được. Lý do không làm được bởi vì các đời tổng thống của Mỹ trước ấy, muốn do Thái ký kết với Palestine thôi, mà trong khi đó thì các quốc gia hỗ trợ cho Palestine gồm có Iran, quốc gia Ả Rập hỗ trợ Palestine, thành nhà Palestine sẵn sàng có khí giới và có tiền để đánh nhau, làm sao mà muốn ngồi với lại Israel được. Yeah. Trong khi đó tổng thống Donald Trump, có nghĩa là ông ấy thay thì ông không nói chuyện với Palestine mà ông nói dùng trực tiếp thầy của Palestine, có là nghĩa những là người bỏ tiền là những người, là những vâng, người tài là trợ, những quốc gia tài trợ. Thành ra cuối cùng thì tức là bây giờ những quốc gia tài trợ đó không có bị mấy ông Palestine blackmail, phải không? Vâng, không có. Thành ra cuối cùng thành công cái con đường đi của tổng thống Donald Trump, phải nói đi là đi hoàn toàn đi ngược trở lại cái chính sách mà từ trước tới giờ bao nhiêu đời tổng thống cái này không, kể cả cộng hòa lẫn dân chủ không đều ai, không thực hiện được. Không ai nghĩ ra, phải nói đây đó, cái này là mình gọi là mưu thần trước quỷ đó. Vâng, và đó là cái lý do tại sao mà ông Donald Trump đã được ít nhất là hai cái đề cử, ông trở thành ứng cử viên để nhận giải hòa bình Nobel của chính quyền Na Uy vào năm 2021. Dĩ nhiên thì quý vị thấy là nếu ngày xưa ông Obama mới lên chưa có làm cái gì hết, chỉ có cái vấn đề mà rút quân ra khỏi Iraq một chút xíu mà đã được phát giải hòa bình. Trong khi đó bây giờ một cái người như ông Trump làm bao nhiêu những cái công việc gần hơn 3 năm rưỡi để mà đi tới đạt được một cái hòa bình có thể nói là vĩnh viễn ở tại cái khu vực Trung Đông này, thì tới giờ phút này vẫn là mới được đề nghị thôi. Mà lẽ ra là phải được phát đặc biệt ngay tại chỗ ngày hôm nay. Mà Tổng thống Donald Trump làm nó rất nhẹ nhàng, vâng, chứ không khó khăn gì cả. Dạ, không có những cái chuyện mà ám sát các cái nguyên thủ rồi này kia, hâm dọa của Palestine. Chẳng có một cái cuộc biểu tình nào bây giờ xảy ra ở tại khu vực Gaza hay là nói chung. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề phần 1 tại đây, và chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình đối diện. Xin kính chào tạm biệt quý vị.